Thưa quý vị và các bạn, tình trạng bán hàng rong trên cầu Long Biên không còn là câu chuyện mới. Mặc dù các cơ quan chức năng luôn nỗ lực xử lý các vi phạm, lập lại trật tự đô thị, nhưng nhiều người dân vẫn bất chấp nguy hiểm bán hàng rong, nông sản trên cầu và đầu cầu Long Biên, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Ghi nhận của phóng viên bản tin 141. Cầu Long Biên vào lúc 5 giờ chiều, vừa thấy bóng dáng các chiến sĩ cảnh sát trật tự, công an quận, các hàng quán bán trên cầu vội vã dọn dẹp. Trường hợp này đã sắp hàng bán, mặc dù các chiến sĩ công an tuyên truyền nhắc nhở nhưng vẫn cương quyết không hợp tác. Thậm chí khi được thông báo bị lập biên bản vi phạm, người đàn ông này còn thể hiện sự chống đối, tự ném đồ bày bán xuống sông Hồng như thế này. Mình bán hàng gì ở đây em? Bán hàng ngô nướng đấy ạ. Ngô nướng nước. Bình thường trải chiếu ở chỗ nào em? Chiếu là bọn em ấy đâu, lúc nào khách hỏi cho hồ chiếu là không rồi ghế đấy ạ. Khi mà mình bán hàng như này thì có thường xảy ra ủn tắc giao thông khi mà chỗ mình bán hàng gây ảnh hưởng giao thông không? Mình có nghĩ như thế không? Có. Còn đây là hình ảnh sau khi vắng bóng lực lượng chức năng. Rất là khó để giải quyết bởi vì họ cứ thấy cái lực lượng là họ thấy họ bỏ đi luôn. Trong thời gian tới thì công an quận với cả công an phối hợp công an phường sẽ triệt để xử lý những đối tượng trên. Việc người dân lấn chiếm bán hàng rong trên cầu không chỉ gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông trên cầu mà còn gây phản cảm, mất mỹ quan đô thị. Trong thời gian tới, công an quận Long Biên sẽ kiên quyết thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, trả lại vẻ đẹp vốn có cho cây cầu nhân chứng lịch sử quan trọng của thủ đô, nơi thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tới tham quan.